Sáng nay tại Hà Nội, Diễn đàn Khu vực Châu Á lần thứ tư về hạn chế phát sinh rác thải, tái sử dụng và tái chế chất thải 3R do Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam, Bộ Môi trường của Nhật Bản và Trung tâm Phát triển Vùng Liên Hợp Quốc đồng tổ chức đã chính thức khai mạc. Diễn đàn năm nay có chủ đề 3R trong bối cảnh của Rio Cộng 20, tương lai chúng ta mong muốn, có sự tham gia của đại diện 31 quốc gia. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh lợi ích và tầm quan trọng của việc hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia nhằm hạn chế phát sinh rác thải, tái sử dụng và tái chế chất thải, đem lại hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên. Diễn đàn Khu vực Châu Á 3R lần thứ tư sẽ tập trung vào 3RS và các biện pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên, hướng đến đạt được mục tiêu Rio Cộng 20, nhận diện những vấn đề mới phát sinh liên quan đến chất thải, tổ chức và công nghệ, xem xét các cơ sở hạ tầng 3R, hướng đến xã hội sử dụng tài nguyên hiệu quả và không chất thải. Một vấn đề đặt ra là hiện nay, bên cạnh chất thải đô thị thì có những dòng chất thải đang nổi lên như chất thải điện tử, chất thải y tế, chất thải nhựa nguy hại. Tại Việt Nam, chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu là 100% các đô thị có công trình tái chế chất thải rắn, thực hiện phân loại tại hộ gia đình. Các nước tham dự diễn đàn sẽ thông qua tuyên bố Hà Nội về 3R, các mục tiêu 3R bền vững cho châu Á, cho giai đoạn 2013-2023 lần thứ tư, hướng đến dịch chuyển sang một nền kinh tế và xã hội sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên. Diễn đàn sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 3.